Có mồi rồi. Trời thanh gió mát, mời mời cả nhà. Mà nhậu mồi thịt rừng nữa còn gì bằng. Chào mọi người nha. Hôm nay anh em tôi bẫy chuột mọi người giùm anh em tôi bẫy chuột nha. Nếu mà có thì mà sáng mai anh em tôi sẽ làm món mồi ngon mời mấy người mọi người nhậu giùm anh em tôi nha. Nhắm sao ngày mai có mồi không anh? Trời ơi quá thi luôn mọi người. Mời là mồi nhâm đi là phải che. Ok phải không? Ok. Làm bát nhát người ơi. Bên mông lắm. Bên mông lắm. Đó, bên mông lắm. Đây mà, đặt lắm à. Chắc ăn phải không? Chắc ăn chắc cú như mà là bắp tẻ mùa mưa vậy đó. Đừng để cả nhà thất vọng nha Vũ ơi. Đặt lắm à. Cà Mau đặt bẫy là phải có mồi, còn ăn gian dùm ăn gian là đặt bẫy không có cần mồi. Sáng giờ chỉ cần quải rộng mà đi mà bắt mồi mà thôi à. Quải mồi về thôi. Dạ. Có vụ đó luôn hả? Vụ đó là ok rồi. Chứ ăn gian là sáng là còn chết chiều rồi đi chút xíu thôi là sáng là quải rộng rồi quải mồi về à. Còn nhiêu cái nữa gì anh? Còn hai cái nữa. Hai cái nữa là xong hả? Dạ. Bảy nhiêu là sáng là mặt sức mà có mồi mà cái mời cả nhà mà cùng nhậu rồi không hết rồi. Phải rồi nghe ruột ơi. Không có nữa. Mất uy tín dữ lắm rồi ruột ơi. Cái đó là kết thúc à. Kết thúc ok. Dạ. À nó đó, gì đó, ngồi đây đó. Rồi chấm. Không. Vậy là thôi mà mình mời cả nhà theo dõi cùng mấy anh em ngày mai nha. Chào cả nhà nghe, hẹn gặp lại ngày mai nha. Ngày mai cùng mời cả nhà cùng ăn thịt chuối mình nha. Chào cả nhà. Rồi. Rồi bây giờ sáng rồi, bây giờ ba anh em đi thăm bảy nha mọi người ơi. Chào cả nhà nha, anh em ba anh em đi thăm bảy cả nhà. Yo gì đó ngộ ha, không có nữa ha. Không có hả? Không có nữa ha. Con mé đen có đặt anh hai. Ê vô có mồi gì hôm nay gì là có mồi được rồi có lý rồi này không có rồi này không có rồi sao lại sao đến thanh rồi đang kiếm dập dùng là mình cũng ít đi đặt hình như không có nhớ rành. Vô một con nữa có lý em. Được. Quá em. Được. Đây vô nữa rồi. Đây. Không có gì là cái dụng này có lý nha. Ngon em lắm rồi. Ok rồi. Em. Được. Nữa nè. Bự không? Được. Im. Có lý lắm. Để em có ngon rồi. Được rồi.
Được rồi, thấy rồi, quá đã rồi. Quá êm. Êm. Vô vô rồi. Sao rồi? Rồi, chân quật, chân quật. Dính la gầm với nhau, không dính cái này thành. Chân quật, chân quật. Cái gì á? Chân quật rồi, chân quật rồi. Vô nữa rồi, vô nữa rồi. Vô nữa hả? Vô nữa rồi. Còn mấy cái nữa, còn mấy cái nữa, không biết sao, không biết sao. Im. Vô, có lý lắm, có lý lắm, có lý lắm. Dính nữa. Dính nào? Ha ha. Dính nữa. Im, được. Rồi, bữa nay nhâm nhi có lượt rồi. Ôi, nó mồi. Cái này không có rồi. Không có rồi. Đây nữa, vô nữa nè, đây. Còn, vô hả? Còn cái chót bên nó dính nữa nè. Im. Tụi này ngon bự à, bự hơn mấy con kia à. Im. Lấy à, bự hơn mấy con kia à. Đếm mà coi được nhiều vậy anh hai. 2, 4, 6, 8, 9, 9 con, 9 con. 9 nữa hả? À, 9 nữa, 9 nữa. Im. Có lý lắm rồi đó. Im. Nay đặc biệt là cũng ngon rồi. Nay mồi này hôm nay không biết gì làm gì nữa à. Rồi vậy thôi mà mình đã, hai anh em đã thăm bẫy xong rồi mọi người ơi. Rồi hôm nay anh em đi thăm cũng được mớ chuột. Bẫy được mớ rồi, thôi chào mọi người nha, về làm món rồi mọi người coi tiếp theo nha, chào nha. Đây là mấy anh em ra gánh nhà quan nha cả nhà, nhà gà bỏ cũng lâu lắm không có ai ở hết chứ, mấy anh em ra ngồi ngoài này đi, cũng lâu lắm. Biết cả nhà nhìn xa xa thấy núi không? Đó, núi đó, núi Châu Đốc à. Núi đó, nó dài dài đó. Còn xa lắm. Cách cũng khoảng 70-80 cây. Từ đây lên đó. Có núi đó. Cánh đồng quá trời mênh mông bát ngát. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Xa lắm. Bây giờ anh em làm hắn đang xử lý lấy cái chuột hồi cái đầu ớt xả ớt gì đó lên nướng này, khó là mời cả nhà cùng ăn với anh em mình nha. Thành thật chào mọi người nha, hôm nay mình bắt được bảy lượng mớ chuột, giờ bắt đầu mình sửa soạn mình làm mồi nhâm nhi, chút nữa mình mời cả nhà cùng nhậu với mình nha. Chào cả nhà nha, giờ mồi xong bây giờ mời cả nhà dùng với mình chung rượu nhâm nhi với mình nha. Vô. Mà mời vô cả nhà ơi. Quá ngon. Này mồi rồi, quá êm. Đổ rồi, lấy đổ rồi. Vô lên má. Mời cả nhà ăn cùng mình miếng mồi nha. Mời. Rồi quý vị nhậu chuột nha. Quá ngon. Rồi. Mời cả nhà uống mình đi rượu nha. Rồi bây giờ mình xin phép mời cả nhà uống với mình một ly rượu nha. Chắc nữa đi. Hay quá. Quá ngon. Chưa là thì rượu nào mà ngon mà rượu hôm nay. Mình mời cả nhà ăn với mình một trái cana. Như mình luôn. Cana gừng ha cả nhà. Đây gừng à. Mình hồi nãy bẻ đâu rồi hay vậy? Đi vòng thấy gần mọc đó bẻ. Im ngon quá. Rồi mời cả nhà cùng uống mình đi rượu nha. Quá ngon. À, vô. Trời thanh gió mát, mời cả nhà mà nhậu mồi thịt rừng nữa còn gì bằng. Để anh mời cả nhà ăn chuột phải không? Dạ, mời rồi. Dạ, em mời cả nhà ăn chuột đồng nha. Đồng An Giang. Mềm. Béo. Ngon. Dạ. Mới chợ đó. Thơm thêm mùi xả nữa chú ba. Mời cả nhà ăn đi, mình miếng thôi giờ bỏ nha. Bỏ rồi. Rồi kìa. Rồi rồi, đậu đó cho nội đó hả? Cầm cái đùi đây. Dứt ra. Mạnh không? Ngon không? Quá nhon.
vô, 1, 2, 3 vô. Quá nhon, quá nhon, quá nhon. Ăn đi con. Chậu đi, dạ. Ăn cá đi. Ăn à, quá đã. Bye bye. Ăn đi chú Bạch. Mời tới nhà công ăn cùng mình nha. Ngon chú Bạch. Ngon hay chú Bạch? Ừ. Dạ. Chào cả nhà, nãy giờ quay clip cũng lâu rồi, mời cả nhà uống cùng mình đi rượu rồi tạm chia tay, hẹn lại tập sau nha. Nhớ anh em nhớ xem của mình cho mình một like nha và đăng ký kênh nha cả nhà. Bye nha. À, quá ngọt. Dừng chào nhớ rằng